Bữa nay á là lần đầu tiên mình quay clip để mình review một sản phẩm, mình toàn là chụp hình không à, chưa có quay clip, có gì sai sót mấy bạn bỏ qua cho mình nha. Mình đầu tiên á là mình dưỡng da là tẩy tế bào chết của gạo này nè, cái mùi thơm gạo dịu nhẹ và sạch. Với lại lúc mà mình tẩy tế bào chết trên da mặt của mình á, cái thành phần của nó mịn, nó không có giống như cái lẫn loại cái tế bào chết mà nó cái loại nhám 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 nhám, mình không có dám massage mạnh, cho nên cái loại này là không có sợ bị trầy xước trên da mặt của mình và nó rất là sạch. Xong rồi mình dùng sữa rửa mặt, rồi mình sẽ dùng toner nước vôi gạo này. Cái mùi thơm của toner gạo này thì nó nhẹ dịu hơn là cái nước vôi gạo. Nước vôi gạo này là mình chà chén thứ hai rồi đó, mình xài hết một chai rồi, chai này là chai thứ hai được nửa chai. Cái mùi thơm của nó đậm hơn nhiều, thơm hơn là cái toner gạo. Và đây nè, mình cũng có mua một chai để dự phòng nữa. Và mình thấy á, cái mùi thơm của cái toner gạo này á, và nước vôi gạo này với tẩy tế bào chết có một điểm đặc trưng là gạo. Cái này là thơm nhiều nhất theo mình thấy, còn toner thì nhẹ hơn và tẩy tế bào chết thì nhẹ hơn một chút nữa. Cái bộ sản phẩm gạo này mình có cả ba như vậy nè, các bạn cứ dùng thử nha. Lúc trước á, da mặt của mình quanh đây nè và ở đây nữa nó bị mụn, và khi da mặt của mình bị mụn nó để lại thâm dòng ở đây nè nhiều lắm. Nhưng mà mình xài hết chai này và mình thấy là nó mờ và sáng hơn, và khi mình xài sức một chút xíu thôi là nó đã thẩm thấu rất là nhanh, với lại không có bết rít nè. Đây là da mặt của mình nè, lúc nãy mình có rửa xong rồi đó, tẩy xong hết rồi đó,